Mến chào anh em nha. Ôi ôi, đến đây thấy con máy cày nó cổng lúa ra nè anh em. Má ơi, con gì đây? Kho hả ta? Kho hay gì đây? Ủa, nổ. Kho hả? À, kho 4.000 anh em ơi. Kho 4.000 nha. Kho cổng cái này chắc cỡ hai mấy bao lúa. Kho 4.000 máy cày Tây Ninh. Cổng lúa này thấy không, chạy khí thế luôn ha. Nó chạy ra ngoài đường chắc anh em, chút xíu lái lại cân quá đã. Ra đường lên ơi, nó chạy bon bon ha. À, nó gắn cái cản phía trước với phía sau đó anh em, là nó cổng lúa khí thế luôn. Rồi, chắc tối bên kia kìa. Quá dữ. Chắc tối bên kia luôn. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha. Chúc anh em khỏe nha.